bởi tí xíu nó đồn, nó dồn đó. Còn mình thay cái mỏ này thì mình chạy lắp đặt là bao phê, chạy ngon lắm các bạn, nó dạt lúa lên chứ nó không có đè xuống nha. Đó các bạn coi hai cái mỏ mình nè. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, các bạn và mọi người cùng xem nha. Rồi, tiếp tục. Hôm nay mình quay cây Kubota KDC 70, 70 Pro nha các bạn. Cây này 2022. Rồi, các bạn và mọi người cùng xem tham khảo hôm nay. Cây 2022 gặp ngay miếng đất sập, phải nói là sập dính đất mà nó là ngay nhờ đất nó khô đó các bạn, bởi cho nên là mình chạy nó cũng là thoải mái một tí. Chứ đất này mà nó mà dẻo hay là nó mềm một cái nữa là vô phương, tại vì nó sập là nó sập dính đất luôn rồi các bạn. Đây các bạn coi cái miếng đất này, rồi đều đất luôn, theo mình thấy thì chắc đều hết rồi, phải nói luôn. Nhưng mà các bạn để ý cây 2022 cái hơi nghe rất tỉnh, quéo. Các bạn nghe hơi cắt nó sập mà hơi không ngự, phải nói nó đã. Các bạn nghe hơi quá đã luôn này. 2022 các bạn. Hết luôn. Các bạn nghe cái hơi của cây 2022 rất là phao mái. Thì nó 22 thì theo mình thấy nó cũng không có khác gì với 2020 21. 21 thì nó cũng lên cái bộ tem này, chữ Kubota này các bạn, nhưng mà nó còn vẫn còn là chữ CLV. Còn lên 2022 là nó là chính thức là nó ra một cái tem là 70 Pro. Ở đây là 70 Pro nhé, là 2022. Với đặc biệt cái là nó không có cái cây để mình lên xuống hàm nha các bạn. Ủa, lên xuống dàn quào á. Lên xuống dàn quào thì mình lên bằng nút chỗ cái tay cầm của tài xế lái đó các bạn, là nó lên xuống giống như cây của 100 và 93. Còn cái cây đó thì mình chỉ lái là lái qua lái lại và lên xuống hàm thôi. Cái chỗ cây dàn quào thì cây đó bây giờ nó để cái chìa khóa ngay đó nha các bạn. Đó thì theo mình thấy thì nó cũng không có khác gì. Thì trước mắt thì thấy 2022 thì nó thay đổi được cái đó với cái bộ tem, là lên bộ tem Pro các bạn. Đó, còn cây dưới này thì cũng đang cắt tắt sập. Đó, các bạn coi sát đất luôn nè. Cây này thì mình nhớ là hình như là, để coi chữ Kubota. Rồi cây này thì 2021. Nhưng mà cây này của Thái, đặc biệt của Thái nha các bạn, là nó để là 70G 2021. Chữ đó đó các bạn, chữ mà chữ G đó là từ 2021 đến 2022 là nó sẽ ra chữ Kubota đó. Đời trước thì chữ Kubota nó liền. Đó, bây giờ thì cổ mới kéo. Tính là máy kéo này cổ cũng dần chân cao các bạn. Dần cao. Rồi nó kéo chở vô. Chưa vô nó đã. Nó bấm nữa kìa. Rồi vô. Hai lớp rồi.
Hay cha, đúng rồi, đất khô mà. Ôi vậy kìa. Má ơi, chưa chịu vô nữa. Vậy là quyết định ra quất 3 lớp mới vô. Đây nè các bạn, coi cây 2021 chạy kìa. Cây này đặc biệt của Thái nha, 70G. Đất sắt gạt luôn. Các bạn giờ thấy có cây lúa nào mà nổi đâu. Ngày đó nó sạch cũng y chang như trong đây luôn. Một miếng chung đó các bạn. Thì các bạn thấy ở bên đây nó sập sao thì bên đó nó cũng sập vậy. Con này trời sát đất. Ba lớp mới kéo lên, ba lớp. Quyết định mới kéo lên ba lớp. Ghê quá. Bắn ào ào. Các bạn coi chiếc 2022. Ảnh đang ủi nè. Mê chưa? Đó, nói chung ra thì mình cũng sẵn nói cho các bạn xem để tham khảo. Đây là cái mỏ này, là cái mỏ ảnh đã thay nha. Đó, mình thay cái mỏ là nó nhọn như vậy nè các bạn, để mình chạy đất sập. Đó, nó ủi lên như vậy nha các bạn. Còn nếu như mình để cái mỏ riêng giống như bên đây, đó là cái mỏ này nó nằm cao lên vậy nè các bạn, là nó sẽ đè lúa xuống chứ nó không có ủi lên được giống như vậy. Đó, còn cái này nó ủi vô. Bởi cho nên anh em mình chạy nó dễ bị ngẹn lử. Đó là chỗ này nó đè xuống các bạn, rồi thêm lưỡi cắt mình nó cắt đó. Rồi tí xíu nó đồn, nó dồn. Đó, còn mình thay cái mỏ này thì mình chạy rất sạch là bao phê. Chạy ngon lắm các bạn, nó dạt lúa lên. Chứ nó không có đè xuống nha. Đó các bạn coi hai cái mỏ mình nè. Đó, một mỏ đè xuống và một mỏ nó ủi lên. Còn chợ lúa này chắc đang chờ lúa này dục xuống rồi chở thêm vô luôn. Một mình hứng nha các bạn. Đó, giờ mấy anh em đang bắn lúa lên ba lớp. Hơi nấp bụi luôn rồi. Nấp bụi. Các đông sinh thì nắng thì ngán bụi á. Rồi ảnh còn làm nữa, ảnh cũng xong rồi đó các bạn. Xong cái miếng sập rồi ha. Rồi chở vô thôi. Ba lớp nha các bạn. Nó bấm thêm bèo. Ba lớp. Ồ ồ. Kìa, giúp giúp chưa? Lên chấp. Ừ. Bởi vậy bắt đầu luôn. Ồ rồi kéo ngay chịch khối. Rồi xuống đó chắc lúa các bạn.
rồi ảnh thì chắc làm này nữa ảnh cũng xong rồi, nhưng quay lại danh cái ghìa các bạn. Còn cây ngoài này thì các bạn coi hốt mà thấy mê luôn rồi nè. Sạp sát đất luôn.